Hiện nay ở trên thị trường cũng có rất là nhiều video nó nhái lại video của em các bác ạ. Có rất là nhiều những sản phẩm nó ná ná giống như thế này. Thì các bác có thể, nếu mà các bác không tin tưởng thì các bác thôi không mua. Còn nếu mà các bác đã tin tưởng cái hàng của nhà em rồi á, hàng nó ok rồi thì các bác là đặt hàng bên nhà em. Tất cả những cái hàng này nhà em đều có nguồn gốc xuất xứ các bác nhé, đều có hóa đơn đỏ, hóa đơn chứng từ và được phép lưu hành trên thị trường. Vâng, dịch vụ nông nghiệp 4.0 Trần Văn Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, cái đám mì của mình đã trồng được một tháng này các bác nhé, một tháng rồi. Và sau khi một tháng mình quay ra mình xem cái mì của mình nó bị sao ấy, thì nó có rất nhiều cái loại bị mì bị chết héo các bác ạ. Lý do là đâu đấy là nấm nó phát triển rất là mạnh. Các bạn có thể thấy này, trời nóng ẩm này. Đấy, trời mưa nóng ẩm thì nó sẽ có bị chết héo. Vâng, rất là nhiều khách hàng đã điện về cho Hảo là làm thế nào để phun cái phòng cái bệnh này chết héo đấy cho nó hiệu quả. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Hôm nay có người, có thuốc, vâng, và có cái gì, có cái đất để mình trình diễn. Để bao nhiêu con số các bác mà đang quan tâm đến làm thế nào phun cái gì để cho mì khỏi chết héo thì mời các bác xem hết video này nhá. Ok anh em, và chúng ta cùng vào video các bác ơi. Để hỗ trợ cho các bác chữa chết cây mì chết héo thì có rất là nhiều loại thuốc mà hôm nay em xin giới thiệu với các bác, đó là cái dòng đây này, dòng Monsaren không nở cổ rễ các bác nhé. Đây, Monsaren không nở cổ rễ, khống chế khô vằn. Monsaren này là thành phần này, thuốc này là nhập từ Pháp các bác nhé. Đấy, nhập từ Pháp. Một chai này 50ml các bác nhé, phun được một bình. Đấy, thể tích 50ml, phun được một bình. Và các bác cần phải có khuẩn nhá, khuẩn khô cũng được, khuẩn nước cũng được. Đấy, và các bác cho em thêm cái gói siêu ra rễ. Vâng, thế thì một bình 20 lít đây này các bác này. Đấy, xong là các bác cần phải xúc lại cái chai đấy, bởi vì lượng thuốc nó rất là đậm đặc các bác. Đấy, thế cái bình của mình á, một cái bình 20 lít nước thì các bác cần pha như sau nhá. Đây, thuốc bột pha trước, thuốc nước pha sau. Hai cái này đều là thuốc nước, mình pha cùng lúc cũng được. Vâng, phân bón lá pha sau cùng. Vâng, đây là một cái bộ là cho một cái bình 20 lít nước các bác này. Đấy, thế thì làm như này các bác rất là dễ nhá. Đấy, đây là cái bộ là cao cấp nhất hiện nay để chữa chết héo không nở cổ rễ. Vâng, các bác phun xong thì các bác sẽ thấy là nó như nào, thì các bác sẽ có cái kết quả, các bác sẽ có thể bình luận vào trong video của bên em. Vâng, cái này em xài là rất là nhiều rồi, nhất là các bác rau màu nhá, ớt này. Các bác làm rau màu mà các bác không dùng cái bộ cao cấp này thì phun nó rất là khó khống chế được cái nở cổ rễ và khô vằn. Vâng, đấy. Thế thì các bác pha cái này cho em trước, còn nửa xô nước nhá. Đây các bác để ý này, các bác sẽ pha cho em bằng này, nửa xô nước. Đó, nửa xô nước vào các bác sẽ quấy đều cái siêu ra rễ cho em, quấy tan cho em thêm ít nước nữa cũng được em nhá. Nửa xô các bác sẽ đổ cái này vào sau cùng, được chưa? Cái nguyên tắc đầu tiên là các bác phải là pha cái gói siêu ra rễ riêng. Lý do là không pha riêng ấy, mình đổ chung vào là nó không tan. Nó không tan thì dẫn đến là mình bơm cái béc này, nó sẽ bị nghẹt béc. Đấy, lý do là như vậy, và mình cũng pha đúng đúng công thức luôn các bác nhá. Vâng. Rồi, bây giờ là em lấy cái bình. Đấy. Nguyên tắc đầu tiên là các bác lấy bình. À, hai cái này các bác làm cái nào trước cũng được, cái nào sau cũng được. Nhưng mà nguyên tắc là mình phải cho nước vào đây nửa bình cho nước các bác nhá. Em cho nửa bình nước. Đấy, tí nữa các bác. Nửa bình nước anh em nhá. Nửa bình nước cộng với nửa xô nước này là một bình này. Đấy, cho nên là lý do vì sao mình bỏ nửa bình nước để mình pha thuốc cho nó ok. Rồi đây. Đấy. Khi có nửa bình nước thì các bác pha phúc nước vào cho em trước. Rồi, xong rồi đổ đấy. Và lấy tráng cái nước này tí. Thuốc của mình mà. Mình cần phải là sử dụng đúng liều đúng lượng các bác nhá. Đấy, nó vẫn còn nhiều thuốc đấy. Rồi. Tiếp đến là các bác cho em cái khuẩn này. Khuẩn này một gói một bình. Vâng. Còn nếu mà có chùm khuẩn thì các bác pha cho em một gói hai bình. Mai mốt để em lấy cái loại khuẩn mà một gói một bình cho các bác dễ pha nhé. Đấy. Rồi. Đấy. Nấm cộng với khuẩn. Rồi em cuối đều cho anh cái. Cuối đều. Đó. Cuối đều thì nó ra được cái màu này này các bác này. Đấy. Các bác nhìn nhé. Đấy. Được chưa? Rồi. Xong. Rồi bước thứ hai là các bác đổ cái dung dịch phân bón lá siêu ra rễ để phục hồi lại thuốc bổ, phục hồi lại cái cây mì của mình nó bị chết héo ấy, là do cái rễ của nó hết rồi. Bây giờ mình phải phục hồi lại, kích thích lại. Đấy. Rồi cho vừa vừa thôi, không có đây cái cấn.
Rồi, nếu mà còn thiếu là trường hợp mà còn ít nước nữa thì mình có thể mình thêm thêm vào, đầy đủ là xong. Xong là cuối đều lên cho em phát nữa là ok nhá. Anh em mình đi trước nó có kịp sao. Rồi, anh em nào xong thì anh em nào tranh thủ đi đi. Quấy quấy đi cái nữa là xong em. Đấy nha anh em nhá, tí nữa có gì pha như vậy nhá. Ừ. Đấy, thì cũng hướng dẫn nhân tiện đây em làm thế nào thì em hướng dẫn các bác như vậy nhá. Rồi. Còn cái bộ thuốc này thì các bác nhớ cho em này. Một chai Monsaren này, 50 mini này. Đấy, một gói khuẩn này. Rồi, một cái siêu ra đấy cực mạnh này. Đấy, đây là cái bộ cao cấp nhất nhé em. Ngoài ra thì các bác còn có cái bộ, có những cái bộ khác. Lần sau các bác phun thì các bác có thể đổi thuốc. Thì cứ nói với em Hảo là hôm trước mình phun Monsaren rồi, lần này Hảo đổi thuốc cho mình nhá, để nó sẽ có cái tác dụng cao cho cái việc mà phòng trị nấm và vi khuẩn các bác nhá. Nhiều cái con mà nấm nó kháng kháng thuốc này, vi khuẩn nó kháng thuốc này, cho nên là mình cần phải đổi thuốc. Vâng. Đấy, báo cáo với các bác như vậy. Và khi mà như thế này thì các bác có thể chụp lại màn hình nhá, chụp lại màn hình này. Hỏi em hoặc là chụp lại màn hình ra địa phương để các bác hỏi. Nếu có thì các bác mua, còn trường hợp mà không có thì các bác nhá, điện trực tiếp cho em 5-3 ngày thì em sẽ có được cái gì gửi hàng tới tận nhà cho các bác để các bác đi phun. Và đây là toàn bộ là hàng chính hãng, hàng thật, cho nên là các bác không phải sợ hàng giả, chỉ có thuốc thật, người thật, việc thật, thuốc thật thì nó với tác dụng thuốc nó mới tốt cho các bác nhá. Chứ nhiều khi các bác cứ lấy cái này mà các bác đi ra mua phải hàng giả thì cũng rất là mệt. Vậy cho nên là các bác cần gì tư vấn cho em sớm, điện thoại cho em sớm thì 5-3 ngày thì hàng sẽ tới cho các bác và sẽ phục vụ các bác được chuẩn nhất. Vâng. Thế thì phun như thế nào thì các bác có thể thấy rằng cái đội quân nhà em vừa hướng dẫn rồi, phun kỹ đi chậm, phun bằng 3 béc ướt đều. Đấy, ướt đều nha các bác nhá, ướt đều thì các bác sẽ có được cái hiệu quả tương đối cao. Cây nào mà nó chết héo thì phun đẫm vào chỗ đấy nhá. Cây nào chết héo phun đẫm chỗ đấy. Và phun chung quanh ra nhiều nhiều cho anh tí. Đấy. Đấy, cái dấu hiệu của cái mì nó bị bệnh là nó vàng lá này các bác này. Đấy. Nó vàng lá nhá. Khi mà mình có dòng thuốc này lên thì nó sẽ là phát triển xanh tốt. Đấy. Cây này là bệnh này. Cây này không bệnh này. Đấy. Thế thì hiện tượng bệnh thì nó cũng rất là nhiều, cho nên là cái bệnh này là mình phòng là chính các bác nhá, phòng là chính. Chứ còn một khi mà nó đã chữa, để mà chữa thì phải chữa kịp thời. Còn chữa thì thường thường là muộn rồi. Cho nên là để cho cái này nó đi vào cái công tác gọi là thành quy trình thì các bác cần phải phun thuốc phòng cho nó. Phun phòng. Phòng xong là anh em mà về có cơ hội để chăm sóc cây mì đúng không các bác? Bởi vì nó có sống thì mình mới chăm được cây mì. Còn nếu mà nó đã chết rồi thì mình chăm cái gì? Nó đã chết là mình mất tất cả các bác nhé. Vâng. Đấy. Các bác cần phun như vậy nhá. Đấy. Phun thuốc chết héo là phun như vậy. Phun kỹ đi chậm, ướt đều. Rồi bạn thấy có ý kiến gì thì xin cứ để lại ở phần bình luận nhé. Thấy video hay thì cho em một like. Chưa đăng ký, nhớ đăng ký kênh của em để những cái video tiếp theo em làm ấy thì các bác sẽ có được nhận nhiều thông báo. Ok. Chào, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.